tình huống nguy hiểm hơn, thay vì là những đường truyền sai và khiến cho mọi thứ kết thúc một cách đơn giản. Davis, cánh phải là Jakip Palabon. Palabon, Gustafsson, vẫn là Gustafsson. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Ở vào một tình huống mà không ai nghĩ rằng họ sẽ có được bàn thắng. Một pha độc lập tác chiến của Gustafsson, và cộng thêm có lẽ là cả một chút may mắn nữa. Sau 34 phút thi đấu, tỷ số đã được mở cho đội tuyển U23 Thái Lan. Phải bóng khá hay. Goal! Malaysia đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Lần này thì không bỏ lỡ nữa rồi. Đây là sự vui mừng của các tuyển thủ U23 Malaysia sau khi họ có được bàn thắng đã được chờ đợi từ rất lâu này. Đúng là không thể bỏ lỡ được nữa. Người ghi bàn đó là Amar Asri. Ghế trên của Malaysia là Abdul Razak. Cần có nhiều hơn sự hỗ trợ. Ismail. Rồi, cú vào. Vẫn đang là cầu thủ của Malaysia. Vào. Đó là sự bùng nổ. Đó là sự bùng nổ khi U23 Malaysia sẽ có được 3 điểm trọn vẹn. Không thể tin được với những phút bù giờ trên sân Đồng Thiên Trường ngày hôm nay. Ánh mắt thẫn thờ của ông Manu Polking. Một điểm đã đến rất gần rồi. Không thể tin được. U23 Malaysia sẽ có thắng lợi đầu tay ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Và họ vượt qua U23 Thái Lan ở một trạng thái lội ngược dòng. Sự thay đổi người thứ 5 của ông Rab Maloney. Bin Aza là người đã ghi bàn thắng quyết định vừa rồi. Bởi đó chắc chắn sẽ là bàn thắng mang về 3 điểm trọn vẹn. Không còn thời gian cho Kawin và đồng đội có thể làm được gì nữa. 4 phút đá bù giờ và họ để thủng lưới ở phút đá bù giờ thứ 4. U23 Thái Lan họ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực cho hiệp 2 trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người. Hãy cùng xem lại đường truyền của Bin Ismail. Hai tình huống dứt điểm.